chúc cho toàn thể quý cô bác anh chị ngày mới luôn hạnh phúc. Như vậy sau 7 ngày sử dụng sản phẩm, chúng ta sẽ cảm nhận thêm được những giá trị về thành phần thứ hai rất quan trọng đối với sức khỏe con người, đó chính là canxi. Bởi vì bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam hiện nay chỉ cung cấp được khoảng 50% nhu cầu canxi, cho nên dẫn đến tình trạng hầu hết người Việt Nam đang thiếu canxi. Bên cạnh đó, bổ sung canxi với liệu trình phù hợp là giải pháp tối ưu để đảm bảo cơ thể không bị thiếu canxi. Canxi hữu cơ kết hợp với vitamin D3 và các khoáng chất như magie, phốt pho giúp tăng hỗ trợ mật độ khoáng chất có trong xương, xây dựng các tế bào xương mới, giảm tỷ lệ gãy xương do loãng xương. Như vậy, theo thống kê, hiện nay có khoảng 2,5 triệu người Việt Nam bị loãng xương, với một thực trạng là có 170.000 người gãy xương do loãng xương, 25.600 trường hợp gãy xương hông và 23% phụ nữ trên 50 tuổi bị gãy lún đốt sống. Nguyên nhân, khẩu phần ăn người Việt Nam không cung cấp đủ canxi. Khẩu phần hàng ngày chỉ đáp ứng được 50% so với nhu cầu. Hầu hết người Việt Nam đang bị thiếu canxi. Đây là tổng hợp của báo Sức khỏe đời sống về vai trò của canxi đối với sức khỏe. Thì mỗi ngày bạn cần khoảng 1.000mg canxi cho nhu cầu tạo xương, răng, phát triển cơ thể, duy trì các phản ứng sinh hóa, đông máu, co cơ, dẫn truyền thần kinh. Những dấu hiệu thường thấy khi bị thiếu canxi: thứ nhất đó là đau nhức xương khớp, thứ hai đau khớp gối, thứ ba tê tay chân, chuột rút, thứ tư hay quên, khó ngủ, không tập trung, thứ năm cơ thể mệt mỏi, vã mồ hôi, vận động kém, thứ ba hậu quả để lại di chứng lâu dài không thể khắc phục, dễ đó là loãng xương, dễ gãy xương, đẩy nhanh sự thoái hóa khớp, rồi dẫn đến sỏi canxi, tăng canxi trong máu, giảm trí nhớ. 4. Việc bạn cần làm ngay: hãy bổ sung canxi hàng ngày với thực phẩm bổ sung từ sữa bột có tăng cường thêm canxi là một lựa chọn rất tiện lợi. Vận động dưới ánh nắng mặt trời ít nhất 30 phút mỗi ngày để tích hợp vitamin D3.